dòng nhật ký tôi có một người tôi thầm thương, những tình này chỉ riêng tôi mà thôi. Tôi vẫn thường mong người khác, mong người có nhiều ưu phiền, vì khi đó tôi có thể sẽ chia. Rồi tình yêu lớn cho đến một ngày tôi nhận ra, khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa.